Công viên Thủy sinh Paris bắt đầu triển lãm 45 loài sứa biển phát sáng hôm thứ Tư 16 tháng Giêng với mục đích nêu rõ tác động của tình trạng hâm nóng toàn cầu đối với đa dạng sinh học ở đại dương. Không giống như hầu hết những loài khác ở đây, số lượng sứa biển đang tăng mạnh do nhiệt độ ở các đại dương khắp thế giới tăng lên. Công viên đã quyết định dành 24 hồ nước để triển lãm sứa biển làm bằng chứng cho tác động của tình trạng hâm nóng toàn cầu. Qua đó, hy vọng khách tham quan sẽ hiểu được sự cân bằng của động thực vật biển. Ngày càng có nhiều sứa biển, vì trước đây, cái mà giúp điều hòa số lượng sứa biển là sự thay đổi nhiệt độ, hay ở một số nơi trên thế giới là độ mặn thay đổi theo mùa. Nhưng mấy triệu năm qua, những đặc tính này biến mất nên sứa biển lan tràn. Đây là dấu hiệu về tình trạng hâm nóng toàn cầu. Theo các chuyên gia công viên thủy sinh Paris, nhiệt độ đại dương cũng như mức độ ô nhiễm tăng lên khiến sinh vật phù du phát triển mạnh. Do sinh vật phù du là thức ăn của sứa biển nên số lượng sứa biển tăng mạnh, nhất là ở Biển Đen và vùng Baltic. Bây giờ chúng tôi mới biết rằng sứa biển là dấu hiệu của tình trạng hâm nóng toàn cầu, và chuyện này là có thực, chứ không phải như nhiều người cho rằng chỉ là đồn đoán. Nay thì chúng ta đã có bằng chứng. Sứa là loài thân mềm có xúc tu có thể cắn người. Hậu quả của sứa cắn khác nhau tùy theo loài. Có loài chỉ gây ngứa, còn có loài có thể đe dọa tính mạng con người.